Vào ngày 5 tháng 1 năm 1958, trong chuyến về thăm và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, sau khi nói chuyện với cán bộ tỉnh, huyện về chống hạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm và động viên nhân dân huyện Tiên Lữ đang nạo vét ngòi Triều Dương và dân công đào sông từ phố Giác đến chợ Thi. 65 năm qua, tình cảm và lời dạy của Bác trở thành động lực, nguồn cổ vũ động viên Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hải Triều vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương đổi mới từng ngày. 66 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần kể lại, lần được gặp Bác Hồ tại ngòi Triều Dương này, cụ Vũ Thị Giàng không thể giấu nổi niềm tự hào. Cụ vẫn còn nhớ như in những mùa gặt thường xuyên phải gặt mò vì nước tràn về trắng đồng. Thiếu đói xảy ra liên miên. Chính lúc nhân dân toàn xã ham hở xuống đồng, nạo vét ngòi Triều Dương, công trình thủy lợi quan trọng nhất của xã, thì Bác Hồ về thăm. Bác có dặn thế này này. Trước ngày chúng ta thâu Triều Dương lại, có làm có một mùa mà thất thu, chúng ta phải làm nào, lấy 2 vụ hoặc 3 vụ. Mới có nhiều thóc, ngô, khoai, sắn để chi viện chiến trường và cho nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, xã Hải Triều đã có những việc làm hết sức cụ thể như thành lập tổ thủy lợi ở các xóm, đội thủy lợi ở các thôn và đội thủy lợi chuyên nghiệp của xã, hay còn gọi là đội 202 để nạo vét kênh mương, đào đất đắp đê, làm đường giao thông nhanh chóng, khắc phục tình trạng ngập úng, hạn hán. Tấm nhờ lời dạy của Bác và để nâng cao đời sống của nhân dân, thì Đảng bộ, chính quyền nhân dân chúng tôi đã tập trung cụ thể hóa vào công việc thực tế, đó là tập trung xây dựng các công trình thủy lợi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn ô đổi thửa, đời sống nhân dân ngày càng được ổn định. Khi đời sống của nhân dân ngày một đi lên vậy thì chúng tôi lại càng thấm thía lời nói của Người. Sau 66 năm kể từ ngày Bác về thăm, đến nay xã Hải Triều đã có nhiều đổi mới, trong đó nổi bật nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã đã huy động gần 470 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân hiến đất và đóng góp tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, xã có hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống của người dân được nâng cao. Cuối năm 2023, xã Hải Triều được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Rất vinh dự cho một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương cũng đã nhớ đến Bác và huy động các mọi nguồn lực để xây dựng cái đền thờ nơi tưởng niệm của Bác về thăm nạo vét công trình ngòi Triều Dương. Chúng tôi cũng đã huy động được các cái nguồn lực của các cấp và đặc biệt được cái nguồn lực của nhân dân đóng góp, thì đầu tư vào xây dựng các cái công trình phúc lợi, đường giao thông, rồi các cái ao bơi để đầu tư trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. 66 năm làm theo lời Bác, xã Hải Triều đã có những thay đổi toàn diện và đang vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Đó chính là nguồn động lực để Hải Triều tiếp tục vững bước xây dựng quê hương giàu đẹp.